Để tiếp theo cái bài trình bày của bác sĩ Huyền về cái xử trí đợt cấp của hen phế quản, thì tiếp theo em xin trình bày một cái phần mà cũng là cái vấn đề mà chúng ta cũng rất là thường gặp trong thực hành, làm thế nào để chúng ta có thể quản lý tốt các cái trường hợp bệnh nhân hen phế quản của chúng ta. Đó là những cái thách thức trong quản lý hen khó trị. Thế thì em vì là trong cái phần trình bày của bác sĩ Huyền cũng đã đề cập đến những cái gánh nặng bệnh tật liên quan đến hen phế quản rồi, vì vậy những cái phần mà liên quan đến gánh nặng bệnh tật thì em cũng sẽ xin bỏ qua. Tuy nhiên thì nhắc lại một chút về cái định nghĩa của hen phế quản, thì chúng ta biết rằng là hen phế quản là một cái bệnh lý được đặc trưng bởi một cái tình trạng viêm mãn tính của đường thở, và nó được xác định bởi tiền sử bệnh nhân có các triệu chứng hô hấp như là khò khè, khó thở, nặng ngực và ho, và các cái triệu chứng này thì nó thay đổi theo thời gian và cường độ cùng với cái sự giới hạn của luồng khí thay đổi. Trên cái định nghĩa này thì cũng cho thấy chúng ta thấy rằng đây là một cái căn bệnh mãn tính, và để quản lý căn bệnh này hiệu quả thì chắc chắn là chúng ta sẽ cần phải có cái sự theo dõi điều trị bệnh lâu dài. Cho đến nay thì hen phế quản vẫn là những cái vấn đề sức khỏe toàn toàn cầu với rất nhiều những gánh nặng bệnh tật và tử vong như cái bài trình bày vừa rồi của bác sĩ Huyền. Và mục tiêu kiểm soát hen của chúng ta thì theo các cái hướng dẫn trên thế giới thì chúng ta có hai cái mục tiêu chính. Đó là thứ nhất là gồm có cái mục tiêu đạt được kiểm soát tốt về mặt triệu chứng, bao gồm kiểm soát tốt triệu chứng ban ngày, kiểm soát tốt triệu chứng ban đêm, và bệnh nhân không bị các cái giới hạn về vận động cũng như là giảm tần suất bệnh nhân phải sử dụng các cái thuốc cắt cơn hen. Cái mục tiêu thứ hai đó là làm thế nào để giảm thiểu các cái nguy cơ kết cục xấu liên quan đến hen phế quản kém kiểm soát, như là giảm tỷ lệ tử vong trong hen, giảm tần suất cơn hen phế quản cấp, giảm cái nguy cơ dẫn đến tiến triển cái sự giới hạn luồng dẫn khí dai dẳng, hay là cái nguy cơ do tái cấu trúc đường thở dẫn đến mất chức năng phổi vĩnh viễn, và các cái nguy cơ tác dụng phụ của thuốc. Thế thì về bản chất của hen, đó là một cái căn bệnh bệnh viêm mãn tính dị ứng của đường thở, và vì vậy mà cái tình trạng viêm của đường thở đã được chứng minh là hiện diện ở trong mọi cái mức độ nặng của hen. Và được với hen phế quản, với cái các cái về cái cơ chế liên quan đến cơ chế bệnh sinh viêm đường thở mà nó sẽ dẫn đến cái tình trạng tăng tính phản ứng đường thở ở bệnh nhân hen phế quản. Và vì vậy mà khi với cái tình trạng tăng tính phản ứng đường thở của bệnh nhân hen phế quản, nó sẽ dẫn đến cái sự tăng tiết các cái dịch tiết ở trong đường hô hấp cũng như là tăng co thắt cơ trơn phế quản, gây ra các cái triệu chứng của hẹp đường thở và biểu hiện trên lâm sàng là các cái triệu chứng của hen phế quản. Và nếu như mà hen phế quản không được kiểm soát tốt thì có thể dẫn đến cơn hen cấp, và đồng thời là nếu như chúng ta không kiểm soát tốt được hen phế quản cả về triệu chứng cũng như là các cái nguy cơ kết cục xấu thì cái nền viêm tồn tại dai dẳng sẽ dẫn đến cái nguy cơ là tái cấu trúc của đường thở, và vì vậy mà nó lại tạo thành một cái vòng xoắn luẩn quẩn dẫn đến việc kiểm soát hen kém và dẫn đến các cái kết cục xấu. Thì trên cái hình ảnh ở trên slide này cho chúng ta thấy rằng đây bên trái này là cái hình ảnh của một cái đường thở ở một người bình thường. Ở những bệnh nhân hen phế quản thì do cái tình trạng viêm mãn tính của đường thở, vì vậy mà nó sẽ dẫn đến cái sự là tăng sinh các phì đại, các cái cơ trơn của phế quản cũng như là các cái tuyến dưới niêm mạc, rồi tăng các cái tế bào viêm, và vì vậy mà cái đường thở ở bệnh nhân hen phế quản nó bị hẹp lại như thế này. Và khuyến cáo điều trị của Gina thì đã đưa ra cho chúng ta một cái hướng dẫn trong cái quản lý hen phế quản, trong đó thì có chia ra là hai cái liệu trình, hay là còn gọi chúng ta vẫn gọi là check 1, check 2, phụ thuộc vào cái đặc điểm của từng bệnh nhân hen phế quản, là những bệnh nhân mà có khả năng tuân thủ điều trị tốt hay là những cái bệnh nhân mà có vẻ kém tuân thủ, mà Gina đưa ra cái hướng dẫn cho chúng ta có thể đi theo cái check 1 với những cái bệnh nhân mà có vẻ như là kém tuân thủ điều trị, và check 2 là với những cái bệnh nhân mà tuân thủ điều trị tốt hơn. Trong đó thì có thể thấy là dù là ở check 1 hay check 2 thì đối với lại những cái trường hợp mà hen từ bậc 3, bậc 4, bậc 5, tức là hen mức độ trung bình và nặng, thì tất cả những cái bệnh nhân hen ở những cái bậc này thì đều cần phải có một cái sự điều trị duy trì với các cái thuốc điều trị chống viêm mà có chứa corticoid dạng hít, và nó thể hiện rằng là cái cho thấy rằng là cái điều trị này nhằm tác động vào cái việc mà đánh giá tác động vào cái cơ chế viêm dai dẳng ở bệnh nhân hen phế quản. Còn đối với lại những cái trường hợp mà hen bậc 1, bậc 2, tức là ở những cái mức độ mà nhẹ hơn, thì tùy theo check 1 hay check 2 thì có thể khuyến cáo là hoặc là duy trì liều thấp ICS, một cái liều thấp ICS hàng ngày, hoặc là sử dụng ICS và formoterol bất cứ khi nào mà bệnh nhân có cái triệu chứng của hen cấp. Các cái hướng dẫn điều trị thì như vậy. Tuy nhiên thì trên thực tế có rất nhiều những cái thách thức liên quan đến kiểm soát hen. Các cái nghiên cứu trên thực tế thì đã cho thấy rằng là
có một tỷ lệ rất là cao những cái trường hợp bệnh nhân hen phế quản vẫn chưa được kiểm soát, có đến trên 50%. Các cái bệnh nhân hen trong các nghiên cứu thấy rằng là chưa cho thấy rằng là chưa được kiểm soát đầy đủ các cái triệu chứng của hen phế quản theo các cái mục tiêu kiểm soát. Ví dụ như là trong nghiên cứu Realize thì có đến 45,1% bệnh nhân hen phế quản là không được kiểm soát theo định nghĩa của GINA, hay là trong nghiên cứu INSTITE thì cũng có đến 51% trường hợp bệnh nhân hen phế quản là không được kiểm soát theo thang điểm ICQ. Và trên thực tế thì hen phế quản không kiểu cái việc mà không kiểm soát hen phế quản có thể thấy ở tất cả các cái bậc điều trị của GINA, từ bậc 2 cho đến bậc 5, chúng ta có thể thấy cái tỷ lệ hen phế quản không kiểm soát được dao động từ gần 20% cho đến thậm chí là gần 60% ở những trường hợp bệnh nhân mà hen phế quản điều trị bước 5 với GINA. Vậy thì liệu rằng tất cả những cái trường hợp hen phế quản mà chúng ta không kiểm soát được có phải là những cái trường hợp là hen khó trị hay không? Thế thì theo định nghĩa của GINA thì hen khó trị đó là những trường hợp mà hen không kiểm soát được, mặc dù đã được điều trị với liều trung bình hoặc liều cao ICS với một cái thuốc kiểm soát thứ hai thường là LABA kết hợp với ICS, hoặc là với duy trì corticoid đường uống, hoặc là cần phải liều cao thuốc điều trị duy trì để kiểm soát tốt triệu chứng và giảm nguy cơ đợt cấp. Và trên thực tế thì chúng ta thấy rằng là nhiều trường hợp hen phế quản có vẻ như là khó điều trị bởi vì vì các cái yếu tố nguy cơ mà chúng ta có thể kiểm soát được, ví dụ như là kỹ thuật hít thuốc không đúng, hay là bệnh nhân kém tuân thủ điều trị, hoặc là những cái yếu tố mà điều trị không dùng thuốc như là cai thuốc lá, thuốc lào, hay là quản lý bệnh đồng mắc chưa được kiểm soát một cách đúng mức, hay là có thể là những cái trường hợp mà không có vẻ như chúng ta nghĩ rằng là hen phế quản khó trị nhưng mà thực chất lại là không phải là một cái trường hợp hen phế quản thực sự mà chúng ta bị chẩn đoán sai. Và hen nặng thì được là coi là một cái bộ phận của hen khó trị, tức là có nghĩa là những cái trường hợp hen mà không kiểm soát được dù đã bệnh nhân đã tuân thủ với điều trị liều cao ICS LABA và các cái điều trị yếu tố góp phần hoặc là xấu đi khi chúng ta giảm cái liều điều trị cao, hay chúng ta còn gọi là hen nặng kháng trị. Vậy thì trên thực tế là những cái trường hợp mà hen khó trị, hay là những cái trường hợp mà hoặc là những cái trường hợp hen nặng thì nó có phải là cái chiếm cái tỷ lệ lớn trên thực hành lâm sàng hay không? Thế thì đây là một cái nghiên cứu ở Hà Lan năm 2015 thì người ta thấy rằng là trong cái quần thể những cái bệnh nhân hen ở Hà Lan thì người ta thấy rằng là chỉ có khoảng 24% các cái bệnh nhân là điều trong số các cái bệnh nhân mà chúng ta thấy là biết rằng là trong cái định nghĩa của hen khó trị đó là những trường hợp hen mà phải điều trị duy trì với các cái thuốc hít ICS liều cao kết hợp với lại LABA chẳng hạn, hoặc là điều trung bình và có thể là kết hợp với lại corticoid dạng uống, thì chỉ có 24% các cái bệnh nhân hen là rơi vào cái nhóm này. Và trong số 24% các cái bệnh nhân hen rơi vào nhóm này thì chỉ sau khi mà đánh giá thì chỉ thấy rằng là có khoảng 17% là những cái bệnh nhân mà hen được thỏa mãn cái tiêu chuẩn đó là hen khó trị, tức là bệnh nhân phải điều trị với cái liều cao của các cái thuốc mà điều trị duy trì như là ICS LABA hoặc là liều trung bình ICS LABA kết hợp với lại corticoid dạng uống và các cái triệu chứng mà tuy nhiên như vậy nhưng mà các cái triệu chứng hen vẫn kiểm soát kém. Và con số bệnh nhân mà hen nặng, tức là hen nặng kháng trị thì lại chỉ chiếm một cái tỷ lệ thấp hơn nữa, tức là chỉ chiếm có 3,7%. Có nghĩa là chúng ta có thể thấy rằng là cái tỷ lệ hen nặng thì gặp với cái tỷ lệ rất là thấp, chỉ dưới 4% thôi. Trong khi cái tỷ lệ hen khó trị của chúng ta thì chỉ chiếm khoảng 17%. Và trong số này thì chúng ta sẽ có thể xem là những cái nguyên nhân mà dẫn đến cái tình trạng mà hen khó trị mà chúng ta thường gặp đó là gì. Thế thì trong cái hướng dẫn của Gina từ năm 2019 đã đưa ra một cái hướng dẫn về cái việc là làm thế nào để có thể tiếp cận và quản lý những cái trường hợp hen khó trị ở người lớn và ở thanh thiếu niên. Thì trong cái hướng dẫn của Gina này, tiếp cận đối với những trường hợp hen khó trị đưa ra các cái bước tiếp cận theo từ 1, 2, 3, 4. Thì với những cái trường hợp mà có vẻ như là hen khó trị ở những bệnh nhân người lớn hoặc là những bệnh nhân thanh thiếu niên khi mà đã được điều trị với lại các cái thuốc corticoid dạng hít kết hợp với LABA liều cao hoặc là dạng liều trung bình của ICS và kết hợp với lại corticoid đường uống mà vẫn không kiểm soát được triệu chứng, hoặc là bệnh nhân vẫn có những cái đợt cấp của hen, thì điều đầu tiên là chúng ta cần phải xác định xem là liệu rằng là cái chẩn đoán hen phế quản của chúng ta trong trường hợp này là đã đúng, đã phù hợp hay chưa, hay là chúng ta chẩn đoán nhầm lẫn với một bệnh lý nào khác. Thế thì
Đây là cái bước đầu tiên mà Gina hướng dẫn cho chúng ta trong cái việc mà tiếp cận những cái trường hợp mà có vẻ như là hen khó trị hay là hen khó kiểm soát. Thì việc đầu tiên chúng ta cần phải khẳng định lại liệu rằng cái chẩn đoán của chúng ta đã thực sự đúng hay chưa. Thế thì trên thực tế thì có thể thấy trên thực hành lâm sàng cũng như các nghiên cứu thì thấy rằng là thực tế thì hen phế quản có thể là bị nhầm lẫn với rất nhiều các cái bệnh lý khác. Chúng ta biết là các cái triệu chứng thường gặp của hen phế quản đó là ho kéo dài, là các cái triệu chứng khó thở, khò khè, nặng ngực, vân vân, đúng không ạ? Thế thì với các triệu chứng của hen phế quản như vậy thì trên thực hành lâm sàng thực tế nó có thể nhầm lẫn với rất nhiều các bệnh lý khác nhau. Ví dụ như là những cái trường hợp ho kéo dài mà chúng ta có thể gặp ở trong những trường hợp bệnh nhân có các cái triệu chứng của hội chứng chảy mũi sau, hay là những cái trường hợp bệnh nhân mà có sử dụng các cái thuốc hạ huyết áp thuộc nhóm ức chế men chuyển thì bệnh nhân cũng có thể có các cái biểu hiện của ho kéo dài với cái tính chất ho khan là chủ yếu, rồi đôi khi là ho kéo dài thành từng cơn và ho nhiều vào về ban đêm, và đôi khi có thể và trong những cái cơn ho dữ dội như vậy nhiều khi bệnh nhân cũng có thể sẽ có cảm giác khó thở bởi vì cái việc ho dữ dội làm cho bệnh nhân bị mệt và có thể sẽ làm cho chúng ta dễ bị chẩn đoán nhầm với lại một cái trường hợp hen phế quản. Một vấn đề nữa cũng rất thường gặp trên thực hành lâm sàng đó là vấn đề về trào ngược dạ dày thực quản, thì cũng là cái mà bệnh lý mà hiện nay rất là phổ biến, và ở trong hen phế quản thì có rất nhiều những trường hợp bệnh nhân trào ngược thực quản dạ dày biểu hiện bằng các cái triệu chứng ho kéo dài, triệu chứng ho về đêm, rồi biểu hiện bằng các cái triệu chứng khó thở và có thể làm cho chúng ta bị nhầm lẫn với lại hen phế quản. Hay giãn phế quản là những trường hợp bệnh nhân mà có tổn thương về cấu trúc của phế quản. Và với những trường hợp giãn phế quản như thế này, bệnh nhân thường là sẽ có các triệu chứng ho khạc đờm mãn tính rồi khó thở khò khè. Và thực tế là có nhiều bệnh nhân chúng ta chẩn đoán nhầm là hen phế quản, rồi là những cái trường hợp mà lao nội phế quản. Ở Việt Nam của chúng ta thì không hiếm cái tỷ lệ bệnh nhân bị mắc lao bởi vì chúng ta là cái vùng dịch tễ của lao. Thế rồi những trường hợp mà bị nhiễm nấm phổi Aspergillus, hay là những trường hợp mà có các cái tổn thương hẹp ở đường thở lớn như là hẹp khí phế quản do các cái vấn đề như là u hay là sẹo hẹp. Rồi những trường hợp bệnh nhân có những cái dị vật phế quản, bệnh nhân cũng có thể có các triệu chứng ho kéo dài, rồi khó thở, và đôi khi nghe phổi chúng ta cũng có thể thấy những cái gian rít, gian ngáy rải ở cái vùng phổi mà bị bít tắc bởi dị vật. Hay là chúng ta hen phế quản cũng dễ có thể bị nhầm lẫn với lại bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hoặc là những trường hợp mà khó thở do nguyên nhân bệnh lý tim mạch, nhầm lẫn với lại các cái cơn hen tim, hay là các cái vấn đề của rối loạn khó thở do tâm lý ở những cái bệnh nhân mà rối loạn lo âu trầm cảm. Thế thì đứng trước một cái trường hợp hen phế quản, nếu như mà chúng ta đã điều trị các cái thuốc hen một cách thích hợp, chúng ta đã tối ưu hóa cái điều trị với các cái thuốc mà theo hướng dẫn của Gina với cái liều cao mà chúng ta không kiểm soát được, thì chúng ta chắc chắn cần phải xem xét lại xem là liệu rằng cái chẩn đoán là hen phế quản của chúng ta liệu nó đã thực sự đúng chính xác hay chưa, hay nó bị nhầm lẫn với một cái bệnh lý nào khác. Thế thì đây là một cái trường hợp ví dụ của một cái trường hợp bệnh nhân nam 18 tuổi. Bệnh nhân này thì có cái tiền sử bị tai nạn giao thông trước khi mà đến khám khoảng 3,5 tháng, có chấn thương sọ não và bệnh nhân đã được phải đặt nội khí quản thở máy. Sau đó thì bệnh nhân đã được rút nội khí quản trước đó khoảng 2 tháng. Sau rút nội khí quản khoảng 2 tuần thì bệnh nhân bắt đầu là xuất hiện cái tình trạng là có khó thở, khò khè. Và bệnh nhân đi đi khám lại ở bệnh viện tuyến dưới thì được chẩn đoán là một cái theo dõi hen phế quản, nhưng mà tình trạng không đỡ thì sau đó chuyển lên bệnh viện Bạch Mai. Và khi chuyển lên bệnh viện Bạch Mai của chúng tôi khám tình trạng bệnh nhân thì chúng tôi có nghe thì có phổi thì có gian rít gian ngáy ở cả hai bên phía trường và có cả tiếng rít ở vùng cổ. Và trên chức năng phổi của bệnh nhân thì cũng biểu hiện một cái tình trạng rối loạn thông khí tắc nghẽn với giảm FEV1 là 64%. Và FEV1 trước test là 51%, sau khi xịt thuốc giãn phế quản thì có cải thiện tăng lên từ 1,94 lên 2,42 lít và tăng thêm 25% nữa. Và tuy nhiên thì với tiền sử bệnh nhân là có cái tiền sử đặt nội khí quản trước đó cũng như là khám thì có cái tiếng rít ở vùng khí quản của bệnh nhân lan xuống phía dưới, thì bệnh nhân này chúng tôi đã nghi ngờ là có thể có vấn đề về hẹp khí quản. Và khi mà chụp là cái MSCT động mạch MSCT lồng ngực có dựng hình khí phế quản thì thấy là có một cái hẹp dạng màng ở khí quản, và trên hình ảnh nội soi chúng ta có thể thấy là đây là một cái hẹp của khí quản ở bệnh nhân này. Và bệnh nhân này thì sau đó thì đã được chúng tôi can thiệp đốt điện đông và giúp cho cái đường thở khai thông và bệnh nhân cải thiện cái tình trạng khó thở. Một cái trường hợp nữa mà cũng được chẩn đoán nhầm với lại hen phế quản trong một nửa năm, bệnh nhân được đây là một cái bệnh nhân nữ 23 tuổi, thì bệnh nhân là có tiền sử được chẩn đoán là lao phổi trước đó khoảng 3 năm và đã được điều trị đủ thuốc lao theo phác đồ. Thế tuy nhiên thì khoảng nửa năm trước khi bệnh nhân đến khám thì bệnh nhân xuất hiện cái tình trạng khó thở khò khè và ho khạc đờm, và đi khám ở phòng khám hô hấp thì được chẩn đoán là hen phế quản với cái hình ảnh phim chụp X quang phổi của bệnh nhân là
chúng ta có thể quan sát ở đây là không thấy rõ tổn thương ở trên nhu mô phổi, và bệnh nhân có đo chức năng hô hấp ở phòng khám lúc đó thì cũng có biểu hiện là một cái tình trạng rối loạn thông khí tắc nghẽn ở mức độ trung bình nặng. Và điều trị được điều trị thuốc hen với lại các cái thuốc kiểm soát là serotonin 225 trên 250 4 nhát một ngày. Nhưng tuy nhiên thì trong suốt cái thời gian điều trị là 6 tháng thì cái triệu chứng ho khó thở của bệnh nhân cải thiện rất là ít. Và sau đó thì bệnh nhân đi khám lại thì chúng tôi đã phải cho bệnh nhân chụp cắt lớp lồng ngực. Cắt lớp lồng ngực thì trên cắt lớp lồng ngực chúng ta có thể thấy là cái phế quản gốc ở bên trái này của bệnh nhân, đây là phế quản gốc, bên phải thì cái lòng phế quản là nó thông thoáng. Nhưng mà phế quản gốc bên trái của bệnh nhân thì nó bị hẹp tịt lại như thế này. Và đây là một cái trường hợp mà lao nội phế quản dẫn đến cái hẹp phế quản gốc. Bệnh nhân này đã được làm nội soi phế quản và có cái tình trạng hẹp xoắn vặn của phế quản gốc trái. Sau đó thì bệnh nhân đã được can thiệp để nong cái phế quản. Rồi một cái trường hợp nữa là một cái bệnh nhân nữ 57 tuổi thì bệnh nhân đi khám vì một cái tình trạng khó thở, đặc biệt là khi gắng sức trong vòng 3 tháng trở lại đây. Và bệnh nhân cũng được chẩn đoán là theo dõi một cái hen phế quản điều trị ở tuyến dưới nhưng mà không có cải thiện. Và sau đó thì bệnh nhân lên với chúng tôi khám thì lâm sàng là chúng tôi nghe phổi là có ran rít ran ngáy hai bên và nghe thì có cả tiếng rít ở vùng khí quản của bệnh nhân nữa. Và đây là cái kết quả chức năng thông khí phổi của bệnh nhân. Chúng ta thấy là trên cái giản đồ đo chức năng hô hấp này chúng ta cũng thấy là một cái biểu hiện có vẻ như là một cái rối loạn thông khí tắc nghẽn, và trên cái kết quả về mặt giá trị thì chúng ta thấy là một cái tình trạng rối loạn thông khí tắc nghẽn ở mức độ nặng với FEV1 chỉ có 33% thôi và sau test là 36%. Tuy nhiên thì với lâm sàng nghe thấy có tiếng rít ở vùng cổ, đồng thời là bệnh nhân đã được điều trị hen phế quản trong 3 tháng trước đó nhưng mà không có cải thiện, và vì vậy chúng tôi vẫn nghi ngờ có một vấn đề gì đó ở có thể là gây chèn ép ở đường thở lớn, và chúng tôi đã cho bệnh nhân chụp cắt lớp lồng ngực có dựng hình khí phế quản thì thấy rằng là có một cái khối u ở vùng trung thất, nó gây đè ép vào khí quản và dẫn đến cái tình trạng hẹp khí quản lại mà còn rất là nhỏ như thế này. Và có trên thực tế thì cũng có rất nhiều những trường hợp bệnh nhân mà bị giãn phế quản, bệnh nhân cũng biểu hiện thường xuyên các triệu chứng ho khạc đờm khó thở mạn tính và được chẩn đoán nhầm với lại hen phế quản, và đây là một cái trường hợp bệnh nhân mà ho khạc đờm mạn tính khó thở khò khè 10 năm và thường xuyên được chẩn đoán là hen phế quản và điều trị tuyến dưới. Tuy nhiên thì bệnh nhân cũng không điều trị duy trì thường xuyên các thuốc điều trị dự phòng hen mà bệnh nhân chỉ dùng thuốc khi có triệu chứng khó thở thôi. Và khi mà bệnh nhân lên khám với chúng tôi thì khám phổi ngoài các cái ran rít ran ngáy lâm sàng thì bệnh nhân ho khạc đờm số lượng rất là nhiều. Và chúng tôi với cái chụp X quang thì đã nghi ngờ là có giãn phế quản rồi, và đây trên cái chụp các lớp vi tính thì chúng ta có thể khẳng định đây là một cái trường hợp giãn phế quản mà không phải là hen. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng là trên thực tế thì có rất nhiều những trường hợp bệnh nhân của chúng ta mà với các cái triệu chứng có thể nhầm lẫn có giống như là hen phế quản nhưng thực tế không phải là hen phế quản. Bệnh nhân cũng biểu hiện bằng các cái triệu chứng ho hoặc là khó thở khò khè nhưng mà lại không cải thiện với cái điều trị hen phế quản. Thì trước những trường hợp như vậy, chúng ta cần phải để chúng ta có thể không bị chẩn đoán nhầm hen phế quản dẫn đến cái sự điều trị không phù hợp, hoặc là trong một số trường hợp đặc biệt như những trường hợp bệnh nhân mà có những hẹp đường thở lớn, nếu như chúng ta không chẩn đoán kịp thời thì rất có thể bệnh nhân sẽ phải trả giá bằng tính mạng. Thì luôn luôn đứng trước những trường hợp bệnh nhân có các triệu chứng hô hấp, ho, khó thở, khạc đờm, khò khè thì trước khi chúng ta chẩn đoán là một cái hen phế quản thì chúng ta cũng cần phải luôn luôn có trong đầu của chúng ta cái việc mà chúng ta cần phải đưa ra những cái chẩn đoán phân biệt để chúng ta tránh bị bỏ sót những cái chẩn đoán mà không phải là hen phế quản. Và để chúng ta không bị chẩn đoán nhầm thì không có cách nào khác là chúng ta cần phải khai thác thật kỹ về tiền sử của bệnh nhân, về bản thân, về gia đình cũng như là hỏi bệnh sử kỹ càng. Và đo chức năng hô hấp thì có thể giúp, có làm test đánh giá đáp ứng giãn phế quản thì có thể giúp cho chúng ta định hướng trong cái chẩn đoán hen phế quản. Ở những cái bệnh nhân hen phế quản thì chụp X quang phổi giúp cho chúng ta có thể chẩn đoán phân biệt với những cái bệnh lý mà có bất thường tổn thương phổi khác. Trong hen phế quản thì X quang phổi là hoàn toàn bình thường. Nhưng mà tuy nhiên chúng ta cũng có thể thấy rằng là có những trường hợp lâm sàng có vẻ như là ho, khó thở, khò khè, nghi ngờ là hen phế quản. X quang phổi cũng bình thường, nhưng mà trên thực tế bệnh nhân lại là những cái trường hợp mà hẹp đường thở trung tâm, ví dụ như là khối u ở khí chèn ép khí phế quản, hay là những trường hợp mà sẹo hẹp của khí quản gây ra các cái triệu chứng mà chúng ta lầm tưởng là hen, đúng không ạ? Và chúng ta cần phải luôn luôn có cái sự chẩn đoán phân biệt với các cái bệnh lý mà có các triệu chứng tương tự, và nếu như mà chúng ta nghi ngờ thì chúng ta cần phải làm các thăm dò để có thể giúp cho chẩn đoán phân biệt, ví dụ như là chụp cắt lớp lồng ngực để đánh giá xem là phổi loại trừ hoàn toàn các cái tổn thương phổi. Trong trường hợp chúng ta nghi ngờ là bệnh lý hen tim, chúng ta cần phải làm điện tim, phải làm siêu âm tim. Trong trường hợp chúng ta nghi ngờ là các cái vấn đề về bệnh lý của hẹp đường thở trung tâm, chúng ta cần phải chụp cắt lớp lồng ngực để dựng hình khí phế quản, hoặc là chúng ta và có thể chúng ta sẽ cần phải làm nội soi phế quản, vân vân.
Và với những trường hợp mà đã được chẩn đoán là hen phế quản mà điều trị không cải thiện sau 2 đến 4 tuần thì chúng ta cần phải đi tìm các cái cần phải tìm hiểu loại trừ các cái nguyên nhân khác mà không phải là hen phế quản. Và cái bước tiếp theo, sau khi chúng ta đã chẩn đoán xác định nếu như đây đúng thực sự là một cái trường hợp hen phế quản mà trong trường hợp chúng ta đang sử dụng các cái thuốc điều trị hen là các cái thuốc corticoid dạng HIIT với liều cao hay là có kết hợp với LABA hoặc là ICS LABA với liều trung bình kết hợp với corticoid đường toàn thân dạng uống mà không kiểm soát được các cái triệu chứng cũng như là đợt cấp thì chúng ta cần phải đi tìm kiếm xem là có những cái yếu tố nào mà có thể góp phần dẫn đến cái sự kiểm soát kém về mặt triệu chứng cũng như là dẫn đến các cái đợt cấp không. Các cái yếu tố mà chúng ta cần phải đánh giá ở đây bao gồm các cái việc vấn đề liên quan đến tuân thủ điều trị của bệnh nhân, liên quan đến việc mà sử dụng các cái dụng cụ phun hít thuốc hay là liên quan đến các cái vấn đề bệnh đồng mắt của bệnh nhân mà chúng ta chưa phát hiện ra để mà có thể điều trị hợp lý. Cũng như là chúng ta cần phải tìm hiểu các yếu tố nguy cơ mà có thể thay đổi được tại nhà hoặc là tại nơi làm việc của bệnh nhân. Ví dụ như là bệnh nhân có hút thuốc lá thuốc lào, bệnh nhân đã cai thuốc hay chưa, hay là cái tiền sử phải hút khói thuốc lá thụ động ở nhà, ở nơi làm việc, hay là các cái tiền sử tiếp xúc với lại yếu tố khói bụi ô nhiễm ở môi trường, rồi gia đình có sử dụng ví dụ như là có đun bếp than củi rơm rạ hay là có nuôi chó mèo chim cảnh vân vân, tiền sử có phơi nhiễm với các chất dị ứng ở môi trường hoặc là tiền sử sử dụng các cái thuốc chặn beta hoặc là các cái thuốc mà giảm đau chống viêm nonsteroid, đặc biệt là những cái bệnh nhân mà có polyp mũi mà có nhạy cảm với lại aspirin. Thế rồi chúng ta cần phải đánh giá trên lâm sàng xem bệnh nhân có sự lạm dụng một cách quá mức các cái thuốc cắt cơn SABA hay không. Thì trong cái bài trình bày vừa rồi của bác sĩ Huyền chúng ta cũng thấy rằng là cái việc mà bệnh nhân sử dụng quá mức các thuốc cắt cơn SABA điều đó cho thấy là cái hen phế quản của bệnh nhân kém kiểm soát và rất có thể rằng là bệnh nhân cũng hiểu chưa đúng hoặc là không tuân thủ cái việc điều trị dẫn đến cái việc sử dụng quá mức các cái thuốc cắt cơn SABA này, cũng như chúng ta cần phải tìm hiểu về các cái tác dụng phụ của thuốc, có vấn đề gì của việc sử dụng thuốc gây ra tác dụng phụ mà làm cho bệnh nhân kém tuân thủ với điều trị hoặc là các tác dụng phụ làm nặng lên cái tình trạng kiểm soát hen hay không. Rồi các cái vấn đề như là rối loạn lo âu trầm cảm và những cái vấn đề khó khăn về gia đình xã hội của bệnh nhân. Thế thì về cái việc mà đầu tiên là chúng ta cần phải đánh giá xem là với các cái thuốc mà chúng ta chỉ định cho bệnh nhân thì cái kỹ thuật sử dụng thuốc của bệnh nhân đã đúng hay chưa. Chúng ta biết rằng là trong hen phế quản thuốc mà điều trị trong hen hàng đầu có với đạt được để đem lại cái hiệu quả tốt cũng như là hạn chế cái nguy cơ tác dụng phụ thì đó chính là các thuốc mà được sử dụng dưới dạng phun hít. Thế thì nếu như mà bệnh nhân sử dụng các cái thuốc dạng phun hít mà không đúng cách thì chắc chắn là cái việc kiểm soát hen sẽ không mang lại hiệu quả. Thế thì chúng ta sẽ cần phải kiểm tra rất là kỹ cái việc mà bệnh nhân của chúng ta sử dụng thuốc, xem là bệnh nhân đã sử dụng thuốc đúng cách hay chưa. Thì đây là những cái trường hợp bệnh nhân của chúng tôi mà đã được các bác sĩ, các đồng nghiệp ở trong trung tâm chúng tôi ghi lại những cái hình ảnh mà bệnh nhân dùng thuốc. Đây là những bệnh nhân mà đã được quản lý khám và điều trị hen ở các tuyến hoặc là thậm chí là khám quản lý ở trong cái phòng quản lý hen của chúng tôi. Có những bệnh nhân đã quản lý hen trong vòng 3-4 tháng, thậm chí có những bệnh nhân đã quản lý hen hàng năm rồi. Nhưng mà vẫn thấy là triệu chứng kiểm soát hen rất là kém và khi kiểm tra về kỹ thuật sử dụng thuốc của bệnh nhân thì bệnh nhân xịt thuốc hoàn toàn không đúng cách, không có cái sự phối hợp tốt tay bóp miệng hút như ví dụ bệnh nhân này thì khi mà xịt thuốc thì lại há miệng ra rồi xịt thuốc, hoặc là ví dụ như là trường hợp bệnh nhân này chúng ta có thể thấy là bệnh nhân chúng ta có thể xem đấy chúng ta thấy cái cách phối hợp động tác của bệnh nhân, rồi bệnh nhân có thể bóp xịt liền một lúc cùng một lúc rất là nhiều nhát, đồng thời là không phải là hít sâu vào mà nín thở mà lại hít thở liên tục, và khi bệnh nhân thở ra thì chúng ta thấy ngay là cái luồng khói thuốc nó bay ra qua mũi của bệnh nhân. Như vậy thì với cái cách xịt thuốc như vậy sẽ không đảm bảo được cái lượng thuốc có thể đi được vào trong phổi là cái nơi mà giúp có thể mang lại cái hiệu quả kiểm soát. Hay ví dụ như là trường hợp bệnh nhân này chúng ta thấy bệnh nhân sau khi bóp xịt thuốc xong thì bệnh nhân không hề, thứ nhất là bệnh nhân không hề có cái việc mà thở ra hết. Sau đó thì bóp thì không hề có cái động tác là hít sâu và nín thở đúng không ạ? Thế hoặc là để chúng ta thấy này, thay vì lắc, đầu tiên thì bệnh nhân lại xoa xoa cái bình thuốc như vậy. Thế rồi những cái trường hợp khác chúng ta có thể thấy. Chúng ta thấy cái cách hít thuốc của bệnh nhân này với những cái bình mà hít bột khô như thế này thì chúng ta cần phải có cái sự bệnh nhân cần phải có một cái lực hít đủ mạnh, nhưng mà trong trường hợp bệnh nhân hít như thế này thì hoàn toàn nó sẽ không mang lại hiệu quả. Hay trong trường hợp này bệnh nhân thay vì là hít qua đường miệng thì bệnh nhân lại hít bằng mũi. Hoặc là với trường hợp bệnh nhân này
thay vì bệnh nhân nạp thuốc ở bên ngoài, và sau khi nạp nạp thuốc với cái việc phải giữ lọ thuốc thẳng đứng để nạp thuốc, thì bệnh nhân lại để vào trong bệnh miệng và vặn nạp thuốc như vậy. Và đồng thời là chúng ta thấy khi bệnh nhân hít thì bệnh nhân hoàn toàn không có cái tình trạng không có thở ra thật hết, cũng như là không hút sâu và nín thở. Như vậy là với cái cách sử dụng thuốc như vậy thì chắc chắn là cái việc mà kiểm soát hen của chúng ta là sẽ không thể nào đạt được. Và trên thực tế thì các cái nghiên cứu thấy về ở trên các cái nghiên cứu đời thực thì cũng cho thấy rằng là cái tỷ lệ tuân thủ điều trị hen ở những cái bệnh nhân hen phế quản với cái tỷ lệ thường rất là thấp. Chúng ta có thể thấy là đây là những ở trong các cái nghiên cứu về đời thực, thì ta tùy theo từng nghiên cứu chúng ta thấy là cái biểu đồ cột màu đỏ đó là tuân thủ với cái điều trị ICS-LABA, và cái biểu đồ mà màu xanh là cái tuân thủ điều trị với lại các thuốc corticoid dạng HIIT là ICS. ICS chúng ta biết là một cái thuốc nền tảng trong điều trị duy trì hen, bởi vì hen là một cái bệnh lý mãn tính và cái việc điều trị hen chúng ta cần phải duy trì các cái thuốc corticoid dạng HIIT để có thể kiểm soát tốt cái nền viêm và từ đó mới có thể đạt được các mục tiêu điều trị. Thế nhưng mà chúng ta có thể thấy là qua các cái nghiên cứu về đời thực ở những cái trường hợp mà bệnh ở trên các cái quần thể bệnh nhân hen thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ tuân thủ hen thuốc điều trị hen ở đây rất là kém. Thậm chí là có những nghiên cứu thấy là cái tỷ lệ tuân thủ với các cái thuốc điều trị dự phòng có chứa corticoid chỉ chiếm có 8,3%, và với cái nghiên cứu cao nhất là cũng chỉ đạt được có 48%, tức là có đến trên 50%, nếu không nói là thậm chí có những nghiên cứu là đến 90% bệnh nhân là không tuân thủ điều trị với lại các cái phác đồ điều trị ICS, và đây là một cái nghiên cứu mà thực hiện trong 1 năm. Và đồng thời là khi mà các cái nghiên cứu đánh giá về cái đánh giá về cái quan điểm của bệnh nhân trong cái điều trị thuốc cũng như điều trị thuốc hen cũng như là cái nhận thức của bệnh nhân thì cũng thấy rằng là có rất nhiều những cái lầm tưởng, những cái nhận thức không đúng về cái việc như thế nào là hen kiểm soát tốt. Và với cái việc bệnh nhân hen mà nhận thức không đúng như vậy thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái việc tối ưu hóa điều trị. Ví dụ như là trong các cái nghiên cứu này thì thấy rằng là có đến 26% bệnh nhân hen mà có các cái bệnh nhân hen người ta nhận thức chưa đúng về các cái triệu chứng hen của họ. Trong số đó thì những cái bệnh nhân mà cho rằng là hen của họ đã được kiểm soát hoàn toàn thì có đến 83,7% bệnh nhân hen là vẫn chưa được kiểm soát theo đúng định nghĩa của Gina, và có trên 80% những cái bệnh nhân cho rằng hen của mình đã được kiểm soát này thì họ vẫn có trên một cơn hen cấp trong vòng 12 tháng trước đó, cho thấy rằng là như vậy là hen của họ trên thực tế theo các cái tiêu chuẩn về kiểm soát hen thì hoàn toàn là chưa kiểm soát được, nhưng mà họ cho rằng như vậy đã là kiểm soát được rồi. Và chỉ có dưới và cũng có khoảng dưới 10% bệnh nhân cho rằng hen của họ chưa kiểm soát được mặc hoặc là chưa được kiểm soát đầy đủ. Thế thì nhưng mà tuy nhiên thì có trên 50% các bệnh nhân hen cho biết rằng là thường xuyên họ có các cái triệu chứng và họ vẫn chưa kiểm soát tốt hen. Và trong cái nghiên cứu Apparent năm 2021 ở một số các cái quốc gia như là Úc, Canada, Trung Quốc, Philippines đánh giá về cái nhận thức của bệnh nhân liên quan đến cái việc mà kiểm soát hen của họ thì chúng ta thấy rằng là cái màu vàng ở đây, màu da cam ở đây là kiểm soát hen chưa kiểm soát hoàn toàn, màu vàng là kiểm soát kém, kiểm soát một phần là màu ghi và kiểm soát tốt với lại kiểm soát hoàn toàn là màu xanh da trời và màu xanh lá cây. Chúng ta thấy là phần lớn các cái bệnh nhân hen cho rằng là hen của họ đã được kiểm soát một phần hoặc là hoàn toàn hoặc là kiểm soát tốt ở tất cả các quốc gia này. Thế tuy nhiên thì trong phần lớn các bệnh nhân hen cho rằng hen của họ được kiểm soát tốt như vậy. Thế nhưng mà trong cái nghiên cứu này thì người ta thấy rằng là trong số những cái bệnh nhân hen mà cho rằng là hen của họ đã được kiểm soát tốt hoặc là kiểm soát hoàn toàn thì vẫn có đến hơn 40% bệnh nhân báo cáo rằng họ có khó thở trên 3 lần mỗi tuần. Có đến khoảng 44% bệnh nhân báo cáo rằng họ vẫn phải thức giấc ban đêm vì các cái triệu chứng của hen ít nhất là một lần mỗi tuần. Và có gần 60% bệnh nhân báo cáo rằng họ vẫn phải sử dụng các cái thuốc cắt cơn để có kiểm soát cái cơn khó thở ít nhất là 2 lần mỗi tuần. Để chúng ta thấy rằng là cái nhận thức của bệnh nhân hen rằng người ta nghĩ rằng là hen của người ta được kiểm soát tốt nhưng mà trên thực tế thì cái hen của họ vẫn chưa được kiểm soát tốt. Và khi mà họ nhận thức rằng là hen của mình đã được kiểm soát tốt như vậy thì sẽ dẫn đến cái việc là họ sử dụng dưới mức các cái thuốc điều trị duy trì, cũng như là có thể sẽ bị lạm dụng các thuốc cắt cơn bởi vì khi bệnh nhân xuất hiện các cái triệu chứng. Tương tự năm 2022 thì cũng có một cái nghiên cứu thực hiện để đánh giá về cái gọi là cái đánh giá về cái nhận thức của bệnh nhân trong cái việc kiểm soát hen mà được thực hiện ở các cái nước châu Âu như là Argentina, Brazil, Pháp, Ý, thì người ta thấy rằng là hầu hết các phần lớn các bệnh nhân hen người ta cho rằng là người ta ở những cái bệnh nhân hen mà cho rằng là hen của họ đã được kiểm soát thì vẫn có đến trên 50%, thậm chí là trên 60%
vẫn xuất hiện các cái triệu chứng khó thở hoặc là triệu chứng ban đêm hoặc là phải sử dụng các cái thuốc cắt cơn, cho chúng ta thấy rằng là cái nhận thức của bệnh nhân hen về triệu chứng của họ hoàn toàn là chưa chính xác. Và trên thực tế thì nghiên cứu cũng thấy rằng là hen vẫn có thể xảy ra tình trạng, vẫn có thể dẫn đến cái tình trạng tử vong do hen mà liên quan cái việc bệnh nhân ít sử dụng các cái thuốc cắt cơn. Thì trong cái nghiên cứu này, nghiên cứu trong tổng số 900 bệnh nhân mà tử vong, trong cái nguyên nhân tử vong có đề cập đến từ hen phế quản, thì người ta thấy rằng là 97% bệnh nhân được chỉ định SABA vào thời điểm tử vong, tức là cho thấy có cái việc mà sử dụng SABA tương đối nhiều ở những cái bệnh nhân này. Và có 39% bệnh nhân thì được chỉ định đến 12 trên 12 ống xịt SABA trong vòng năm trước đó. Chúng ta cũng biết là bệnh nhân sử dụng đến trên 12 ống SABA trong vòng năm trước đó là cái yếu tố tiên lượng tăng cái nguy cơ tử vong. Và 15% bệnh nhân được chỉ định các cái thuốc giãn phế quản LABA đơn thuần. Và trong số đó thì chỉ có 38% bệnh nhân là được kê các cái bình xịt có, và 38% bệnh nhân là được kê cái số lượng bình xịt thuốc chứa ICS là chỉ có dưới 4 bình xịt mỗi năm, cho chúng ta thấy rằng là cái tần suất bệnh nhân sử dụng các cái thuốc điều trị dự phòng có chứa ICS là thấp. Và cũng trong số những cái bệnh nhân tử vong này thì người ta thấy rằng là có đến 65% bệnh nhân là không được kiểm tra ở tuyến trên và 43% bệnh nhân là không đi khám kiểm tra định kỳ hàng năm. Một cái vấn đề nữa khi mà chúng ta đánh giá về cái việc kiểm soát hen là chúng ta cần phải đánh giá các cái bệnh đồng mắc ở trên bệnh nhân hen, bởi vì trên thực tế thì chúng ta biết rằng là những cái bệnh đồng mắc hen, khi bệnh nhân có các cái triệu chứng của các bệnh đồng mắc như vậy, nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái việc mà kiểm soát các cái triệu chứng hen, đồng thời triệu chứng của các cái bệnh đồng mắc này cũng làm cho chúng ta lầm tưởng rằng đấy có thể là hen kiểm soát kém, và vì vậy mà dẫn đến cái việc chúng ta điều chỉnh thuốc điều trị không phù hợp. Ngược lại, khi các bệnh này chưa được kiểm soát tốt thì dẫn đến bệnh nhân sẽ tăng các cái triệu chứng và đôi khi làm cho bệnh nhân nhầm lẫn rằng là mình bị các cái triệu chứng hen và người ta có thể sử dụng quá mức các cái thuốc cắt cơn. Thế thì trên thực tế thì có thể thấy rằng là các cái bệnh đồng mắc thường gặp ở hen mà chúng ta có thể thấy ở trên lâm sàng, trong đó có viêm mũi dị ứng có thể gặp từ 82 cho đến 90% bệnh nhân. Rồi trong ngực dạ dày thực quản là một cái bệnh mà chúng ta thấy là cũng rất là thường gặp trên thực hành lâm sàng ở những cái bệnh nhân hen của chúng ta. Và trong các cái nghiên cứu thì tỷ lệ trong ngực thực quản dạ dày có thể chiếm đến gần 60%. Ở những cái trường hợp này bệnh nhân cũng có các triệu chứng ho mãn tính cũng như là khó thở và đôi khi có thể bị nhầm lẫn với hen phế quản. Cũng như là khi bệnh nhân có triệu chứng trào ngược mà không được kiểm soát tốt thì cũng sẽ ảnh hưởng đến cái việc kiểm soát hen. Rồi những cái bệnh nhân mà có rối loạn lo âu trầm cảm thì các nghiên cứu cho thấy là có thể gặp 34% ở những cái bệnh nhân hen. Và việc mà bệnh nhân có các vấn đề lo âu trầm cảm không được chẩn đoán và điều trị sẽ dẫn đến cái việc mà kiểm soát hen kém. Ngược lại, bệnh nhân lo âu trầm cảm sẽ dẫn đến cái việc mà bệnh nhân đôi khi nhận thức không đúng triệu chứng và lạm dụng quá mức các cái thuốc điều trị cắt cơn và dẫn đến các cái nguy cơ kết cục xấu. Rồi cái tỷ lệ béo phì theo các nghiên cứu cũng thể gặp từ trên 20 cho đến gần 50% trường hợp. Và ở những cái bệnh nhân béo phì như vậy chúng ta thấy là có rất nhiều các nguy cơ về bệnh lý tim mạch, nguy cơ về giảm thông khí phế nang đúng không? Ảnh hưởng hạn chế về hô hấp, nó cũng gây ra các triệu chứng khó thở và ảnh hưởng đến cái triệu chứng của bệnh nhân cũng như là cái quản lý bệnh hen. Và tỷ lệ các cái cũng gặp tỷ lệ từ 40 đến 50% các bệnh nhân mà có cái hội chứng ngừng thở khi ngủ ở hen phế quản. Và nếu trường hợp bệnh nhân có hội chứng ngừng thở khi ngủ mà chúng ta không chẩn đoán và điều trị thì sẽ dẫn đến tăng các nguy cơ kết cục xấu ở những bệnh nhân hen phế quản cũng như là hen kém kiểm soát. Thế thì sau khi mà chúng ta đã đánh giá tất cả những cái yếu tố góp phần mà có thể làm cho hen phế quản kém kiểm soát, ví dụ như là các cái vấn đề mà sử dụng các dụng cụ phân phối thuốc không đúng cách, việc tuân thủ điều trị kém, hay là có các cái bệnh lý đồng mắc mà chúng ta chưa phát hiện ra để điều trị tối ưu, hay là điều chỉnh các cái vấn đề về các cái vấn đề mà chúng ta có thể điều chỉnh được ở trong môi trường sống của bệnh nhân, vân vân. Hoặc là cái vấn đề lạm dụng quá mức các cái thuốc SABA, hay là các vấn đề về rối loạn lo âu trầm cảm ở bệnh nhân, hoặc là vấn đề về tác dụng phụ của thuốc, thì chúng ta sẽ cần phải tối ưu hóa các cái điều trị hen phế quản ở bệnh nhân của chúng ta. Nếu như trong trường hợp bệnh nhân của chúng ta sử dụng các cái thuốc điều trị, trong trường hợp mà bệnh nhân của chúng ta chưa sử dụng đúng các cái dụng cụ phân phối thuốc, hoặc là bệnh nhân chưa tuân thủ điều trị tốt, thì chúng ta cần phải giáo dục bệnh nhân để bệnh nhân hiểu được như thế nào là bệnh hen phế quản. Đây là một cái căn bệnh mãn tính mà cần phải điều trị duy trì lâu dài, để bệnh nhân biết được cái cách sử dụng các cái thuốc điều trị phân phối thuốc một cách đúng cách, phân biệt được thuốc nào là thuốc điều trị dự phòng, thuốc nào là thuốc điều trị cắt cơn, để bệnh nhân không bị sử dụng sai các cái thuốc hoặc là lẫn lộn giữa các thuốc với nhau, cũng như là giáo dục bệnh nhân về cái việc mà nhận biết các cái triệu chứng của hen phế quản chưa kiểm soát, các cái đợt cấp để bệnh nhân có thể có cái
cùng với bệnh nhân đưa ra một cái kế hoạch hành động hen để có thể giúp cho bệnh nhân tự quản lý hen của mình một cách tối ưu, và đồng thời là chúng ta tối ưu hóa cái điều trị cho bệnh nhân để thông qua cái việc là tăng cái tuân thủ điều trị của bệnh nhân. Ngoài ra chúng ta cần phải chú ý đến các cái can thiệp điều trị không dùng thuốc, ví dụ như là các cái can thiệp như cai thuốc lá. Với những cái bệnh nhân mà có hút thuốc lá thuốc nào, chúng ta cần phải có tư vấn cai thuốc lá cho bệnh nhân và có thể hỗ trợ sử dụng các cái thuốc điều trị cai nghiện thuốc lá với những trường hợp bệnh nhân cai thuốc lá gặp vấn đề khó khăn. Tư vấn về việc bệnh nhân phòng tránh với việc tiếp xúc các yếu tố nguy cơ ở môi trường như là hút thuốc lá thụ động, rồi là nuôi chó mèo chim cảnh, hay là sử dụng các chất đốt sinh khối vân vân. Tư vấn về việc tiêm phòng cúm, tiêm phòng vaccine cúm, tiêm phòng vaccine COVID. Đối với những bệnh nhân có béo phì thì chúng ta phải tư vấn giảm cân, hoặc là bệnh nhân có các cái vấn đề mà về các cái vấn đề về trào ngược dạ dày thực quản, hay chúng ta cần phải tư vấn về các chế độ ăn uống. Chẳng hạn, trong trường hợp bệnh nhân có các cái vấn đề về bệnh đồng mắc mà chưa được chẩn đoán và điều trị, thì chúng ta sau khi chúng ta đã tìm, chúng ta chẩn đoán thì chúng ta cần phải tối ưu hóa điều trị các cái bệnh lý này để có thể giúp kiểm soát hen tốt. Và đồng thời, nếu như chúng ta đã tối ưu hóa các cái biện pháp can thiệp điều trị không dùng thuốc, chẩn đoán và điều trị các cái bệnh lý đồng mắc tối ưu, cũng như là giáo dục bệnh nhân tuân thủ điều trị, thì chúng ta cân nhắc bổ sung thêm các cái thuốc điều trị phi sinh học như là các thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài kết hợp LABA hoặc là LAMA, hoặc là các thuốc kháng leukotriene nếu như mà bệnh nhân chưa dùng, và chúng ta cân nhắc sử dụng ICS LABA liều cao nếu như bệnh nhân chưa sử dụng. Và đối với những bệnh nhân hen phế quản của chúng ta thì giáo dục bệnh nhân đóng vai trò then chốt và quan trọng trong cái việc mà giúp cho bệnh nhân tuân thủ điều trị, sử dụng thuốc đúng cách và từ đó giúp nâng cao cái hiệu quả trong quản lý hen. Và muốn chúng ta có thể giáo dục bệnh nhân được tốt thì chúng ta cần phải tăng cường cái mối quan hệ giữa bệnh nhân và nhân viên y tế. Đây là một trong những cái vấn đề mà rất là khó khăn ở Việt Nam của chúng ta, bởi vì là với cái sự quá tải ở các cái bệnh viện, đặc biệt là các cái bệnh viện mà lớn, những cái bệnh viện công, với sự quá tải thì cái thời gian mà thầy thuốc, các bác sĩ dành cho bệnh nhân hiện nay thực sự vẫn còn ít. Tuy nhiên thì dù cái thời gian ít nhưng chúng ta biết rằng là cái việc mà chúng ta cần phải dành thời gian giáo dục bệnh nhân đóng vai trò rất là quan trọng. Vì vậy, chúng ta cố gắng là chúng ta cần phải dành thời gian để có thể giải thích được cho bệnh nhân về bệnh hen của họ, như thế nào là hen, như thế nào là hen kiểm soát hoàn toàn, giải thích về sự cần thiết về điều trị lâu dài và đều đặn các cái thuốc điều trị duy trì dự phòng hen, ở đây là các thuốc corticoid dạng HIIT. Và đối với mỗi bệnh nhân thì trong bài trình bày vừa rồi bác sĩ Huyền, chúng ta cũng thấy rằng cái việc mà chúng ta lựa chọn cái dụng cụ mà phân phối thuốc phù hợp với bệnh nhân là rất là quan trọng. Cái sự phù hợp ở đây nó có nhiều, đứng trên nhiều khía cạnh, nhiều phương diện. Thứ nhất là sự phù hợp với cái điều kiện nguồn lực mà ở địa phương chúng ta có, phù hợp với cái sự khả năng tiếp cận của bệnh nhân, phù hợp các cái dụng cụ phân phối thuốc mà phù hợp với cái khả năng phối hợp của bệnh nhân. Ví dụ như là với những bệnh nhân mà người ta không thể phối hợp được tốt tay bóp miệng hút, nhưng mà cái lực hít của người ta đủ mạnh thì chúng ta có thể phải lựa chọn các dụng cụ mà sử dụng các cái dụng cụ như là các cái dạng bình hít bột khô chẳng hạn. Ngược lại, những bệnh nhân mà cái lực hít của bệnh nhân kém thì chúng ta phải sử dụng các cái dụng cụ mà phân phối dưới dạng bình xịt định liều. Và với những bệnh nhân mà không thể phối hợp được tay bóp miệng hít thì chúng ta cần phải phối hợp với các cái dụng cụ như là buồng đệm để có thể giúp cho cái thuốc được bệnh nhân cái sử dụng thuốc của bệnh nhân được hiệu quả hơn. Và chúng ta luôn luôn chú ý rằng là cái khi mà chúng ta cho bệnh nhân thuốc thì chúng ta phải hướng dẫn bệnh nhân cái cách sử dụng các cái thuốc đó. Đồng thời chúng ta cần phải kiểm tra lại các cái kỹ thuật hít thuốc của bệnh nhân xem đã đúng cách chưa, và kiểm tra lại ở tất cả những cái lần bệnh nhân đến khám với chúng ta. Bởi vì trên thực tế có những bệnh nhân chúng ta giải thích xong nhưng mà ngay lập tức về nhà người ta sẽ quên luôn. Và nếu như chúng ta nghĩ rằng là mình giải thích như thế, mình hướng dẫn như thế đã là đủ, thì chúng ta sẽ bỏ qua cái việc mà có thể kiểm soát tối ưu cho bệnh nhân thông qua cái việc là bệnh nhân sử dụng thuốc đúng cách. Bởi vì trên thực tế thì có chúng ta thấy chúng tôi có những cái bệnh nhân mà thậm chí đã quản lý nhiều tháng, thậm chí hàng năm rồi, nhưng bệnh nhân vẫn sử dụng thuốc không đúng cách, và vì vậy mà dẫn đến hen không kiểm soát tốt được. Và chúng ta cần phải giáo dục cho bệnh nhân về phòng tránh các yếu tố nguy cơ có thể điều chỉnh được, như là cai thuốc lá, thuốc lào, kiểm soát các yếu tố môi trường, rồi tiêm phòng cúm, phòng COVID, vân vân. Và đặc biệt là chúng ta cũng phải chú ý đến các vấn đề bệnh lý đồng mắc, chẩn đoán cũng như là điều trị tối ưu, các giải quyết các vấn đề về trầm cảm, lo âu cho bệnh nhân. Và chúng ta chú ý là cần phải sắp xếp lịch tái khám cho bệnh nhân để chúng ta có thể đánh giá về cái hiệu quả cái hiệu quả của việc điều trị, cũng như là điều chỉnh cái phác đồ điều trị thuốc cho phù hợp để có thể giúp kiểm soát kịp thời. Cũng và đồng thời là chúng ta cần, với những bệnh nhân mà tuân thủ điều trị kém không tốt thì chúng ta cần phải sắp xếp các cái lịch tái khám gần hơn. Để kết luận cho cái phần trình bày vừa rồi thì bác sĩ Quyên xin có ba cái kết luận.
Thứ nhất là cho đến nay thì hen phế quản vẫn là cái vấn đề sức khỏe toàn cầu và còn rất nhiều cái thách thức trong quản lý hen phế quản. Phần lớn các cái vấn đề, các cái trường hợp hen khó trị là do các cái nguyên nhân mà chúng ta có thể điều chỉnh được. Ví dụ như liên quan đến vấn đề tuân thủ điều trị của bệnh nhân, liên quan đến việc bệnh nhân sử dụng sai các cái dụng cụ phân phối thuốc, rồi các cái điều trị không dùng thuốc chưa được quan tâm, hoặc là các cái bệnh lý đồng mắc chưa được phát hiện để điều trị một cách hợp lý, kiểm soát tối ưu. Và việc mà chúng ta tìm kiếm tất cả những yếu tố này để xử trí thì sẽ giúp cho chúng ta có thể tối ưu hóa kiểm soát hen phế quản ở các bệnh nhân hen. Và để có thể giúp tăng cường kiểm soát hen phế quản một cách hiệu quả thì vấn đề tăng cường mối quan hệ giữa thầy thuốc với bệnh nhân, trong đó nâng cao cái vai trò về giáo dục bệnh nhân trong cái việc nhận thức bệnh hen là bệnh lý như thế nào, về vai trò của việc phải sử dụng duy trì các cái thuốc điều trị lâu dài trong quản lý hen, cũng như là cái tầm quan trọng của việc sử dụng đúng cách các cái dụng cụ phân phối thuốc trong hen sẽ giúp cho chúng ta có thể nâng cao cái hiệu quả quản lý hen. Phần trình bày của bác sĩ Quyên thì đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các quý vị đồng nghiệp và xin nhận các cái ý kiến trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của các quý vị.